Kính chào quý vị khán giả. Doanh số ngành hóa chất của nước Đức trong năm nay có thể giảm tới 14% theo một bài trên tờ Tấm gương hàng ngày ra hôm thứ ba tuần trước. Công nghiệp hóa chất vẫn được coi là một chỉ báo hàng đầu cho nền kinh tế. Nhu cầu hóa chất suy giảm nói lên nhiều điều về tình hình kinh tế nói chung. Tờ báo Đức trích lời ông Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất: "Chúng tôi là quân domino đầu tiên chào đảo. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ với chúng tôi ở giai đoạn đầu của chuỗi giá trị thì những ngành khác sớm muộn sẽ bị ảnh hưởng." Đó là bởi vì 95% tất cả các sản phẩm công nghiệp là dựa trên hóa chất cơ bản. Doanh số của các công ty hóa chất đã giảm 11,5% trong nửa đầu năm nay. Gần 2 phần 3 các công ty than phiền lợi nhuận giảm sút thậm chí lỗ vốn, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào và năng lượng đều đã giảm rất nhiều so với cách đây một năm. Ngành hóa chất châu Âu gặp khó do cả nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu sang Trung Quốc đều sụt giảm. Tập đoàn hóa chất BASF của Đức có quy mô lớn nhất thế giới đã lên kế hoạch từ năm 2026 mỗi năm giảm đầu tư 1 tỷ euro. Bài báo nêu 3 lý do chính. Với công nghiệp chế tạo, nhu cầu mua thêm hóa chất không cao do khách hàng vẫn còn nhiều nguyên liệu tồn kho. Với hóa chất nông nghiệp, thời tiết nắng nóng và khô hạn bất lợi cho nhiều loại côn trùng gây hại, từ đó nông dân giảm mua hóa chất trừ sâu. Và lý do thứ ba, Trung Quốc là nước nhập khẩu rất nhiều hóa chất lại đang phục hồi quá chậm doanh số của hãng BASF vừa giảm 13,4% trên toàn thế giới, nhưng giảm tới 28% trên thị trường Trung Quốc. Tại các nước châu Âu khác có công nghiệp hóa chất không mạnh như tại Đức, tình hình tồi tệ hơn. Tờ La Vanguardia ra tại Tây Ban Nha cho biết, tập đoàn hóa chất Ecos của nước này trong nửa đầu năm nay lợi nhuận suy sụp 2 3 so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh thị trường biến động thất thường, cạnh tranh ngày càng tăng, giá bán giảm và lượng bán cũng giảm. Nhật báo kinh tế New York Times tung ra tại Thụy Sĩ có bài phóng sự về tập đoàn hóa chất Clarion sản xuất hạt nhựa, bột màu công nghiệp và nguyên liệu mỹ phẩm. Khi thị trường bùng nổ trở lại sau đại dịch, Clarion đã đẩy mạnh tích trữ hóa chất, nguyên liệu thô và các thành phần khác. Lượng hàng tồn kho quá nhiều từ lúc đó, nay vẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tập đoàn này không đặt mua thêm nguyên liệu nữa. Bài báo viết, hy vọng bây giờ là lượng hàng tồn kho giảm dần và ngành hóa chất sẽ lại dần dần hồi phục từ quý 4 năm nay đó là một số bài trên báo chí tuần qua lê hồng quang phóng viên truyền hình việt nam từ châu âu